có thể cảm nhận được sấm sét tử điện đối với chính mình mãnh liệt kích thích. Trong tay Long Thần Thường cũng bộc phát ra càng ngày càng hào quang sáng chói. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn cười. Trong tay của hắn, Long Thần Thường thong thả lại kiên định giơ lên. Vũ trụ pháp tắc, ta vì chấp pháp. Ta vì chấp pháp, đơn giản bốn chữ, cơ hồ là gào thét theo trong miệng của hắn hò hét mà ra. Mà khi bốn chữ này bùng nổ trong nháy mắt, cái kia cực độ áp xúc lại lực lượng trong cơ thể cũng trong nháy mắt đó bạo phát. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, làm Miễn Vũ ý thức được theo bản năng lâm vào trong trống rỗng bên trong. Cả người thần thức sâu như đã thoát ly thân thể, thoát ly toàn bộ thế giới. Hắn phảng phất thấy được vũ trụ nguyên điểm, thấy được cái kia một điểm bùng nổ, do có một chút đường, do đường đến mặt, lại đến lập thể. Đây rõ ràng là vũ trụ thuế biến, theo một chiều không gian đến hai chiều không gian, lại đến không gian ba chiều, bốn chiều không gian. Cái này biến hóa kỳ diệu, dần dần xây dựng thành toàn bộ vũ trụ. Vũ trụ là rộng lớn như vậy, lại là như thế nhỏ bé, có lẽ một hạt cát bản thân liền là một cái vũ trụ. Lại có lẽ vô số tinh hệ cũng chỉ là trong vũ trụ một cái góc. Cái này là vũ trụ huyền bí, cái này là vũ trụ kỳ dị. Trong lúc vô hình, kỳ diệu cảm thụ trong không khí chảy xuôi, hết thảy biến hóa kỳ dị quanh quẩn tại trong lòng của hắn. Tất cả lồ lớn giống như cũng tại tan biến. Hắn đã không cảm giác được thống khổ, làm ý thức của hắn dần dần trở về lúc đó. Hắn cảm giác được chính là chính mình ngưng tụ vô cùng thân thể, cảm nhận được là chung quanh rung động tầm mắt. 18 vị thần vương đã từng thần lòng dưới vực 18 vị thần vương, giờ này khắc này đều đang nhìn chăm chú lấy hắn. Tại ánh mắt của bọn hắn bên trong tràn đầy sùng kính cùng vui mừng. Lam Miễn Vũ tầm mắt cũng nhất định là nhìn về phía bọn hắn. Giờ này khắc này đã trở thành thần tinh chi chủ là hắn, có thể thấy rõ ràng cái này từng vị thần vương hết thấy, thậm chí là bọn hắn sâu trong linh hồn thần thức suy nghĩ. Ánh mắt của hắn cuối cùng thấy đường thời gian Long Vương cùng với không gian Long Vương. Tại thần trí của bọn hắn bên trong, hắn thấy đường một chút đặc thù đồ vật đang ở từ từ tiêu tán. Đó là một cảnh đã từng quanh quẩn tới trong thời gian Long Vương cùng với không gian Long Vương trong óc mộng cảnh. Tại giấc mơ của bọn hắn bên trong, thành tựu thần tinh một khắc này chỉ là toàn bộ thần long giới vực sụp đổ một khắc. Chỉ có ngăn cản thần tinh thành tựu mới có thể để cho thần long giới vực tồn tại hạ đi, mới có thể để cho long tộc truyền thừa. Bọn hắn đã từng đi tìm những long vương khác thuyết phục, có thể những long vương khác căn bản sẽ không tin tưởng bọn họ nói tới hết thảy. Bọn hắn cũng từng thử thăm dò hướng với long thần giảng giải, mà thời điểm đó long thần cũng đã đắm chìm trong sắp hoàn thành thần tinh, sắp truyền vị cho con của mình. Chính mình đi tìm thề tử trong giấc mộng. Cuối cùng thì bọn hắn lựa chọn bí quá hóa liều. Bọn hắn không tiếc phản bội long thần, cũng hy vọng có thể nhường long tộc kéo dài. Tại bọn hắn đem long tộc thái tử đẩy ra cái kia một cái trước mắt, kỳ thân bọn hắn liền đã hối hận. Có thể quỷ thần suy khiến, lúc ấy bọn hắn chính là như vậy làm. Đây rõ ràng chính là vũ trụ pháp tắc ảnh hưởng. Vũ trụ pháp tắc xác thực là không cho phép một cái độc lập thần tinh thành tựu. Vũ trụ pháp tắc ta vì chấp pháp. Cái này là tại thời khắc cuối cùng, là Miễn Vũ nghĩ ra đối sách. Tại trong vũ trụ này lại có bao nhiêu vi phạm vũ trụ pháp tắc tồn tại đây. Giống như ở lúc trước hắn đối mặt với Thâm Hồng Chi Mẫu, Thâm Hồng giới vực không chính là như vậy tồn tại sao? Tuân theo vũ trụ pháp tắc, nhường vũ trụ càng thêm bình ổn phát triển tiếp mới là phù hợp vũ trụ ích lợi. Như vậy trong vũ trụ liền cần mạnh mẽ chấp pháp xả tới giữ gìn vũ trụ cân bằng. Vũ trụ pháp tắc gạt bỏ thần tinh thành lập, theo đó bản thân tới nói cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm, thậm chí đối kháng với cả vũ trụ tới nó đều là như vậy, vì chính là nhường vũ trụ chính vĩnh cửu trường tồn, mà cái này cũng đồng dạng là phụ trách thần giới lợi ích, cho nên là Miễn Vũ cuối cùng tìm được thành tựu thần tinh chân chính con đường. Vũ trụ pháp tắc cần chấp pháp xả, như vậy chúng ta liền đến làm cái này chấp pháp xả. Mặc dù đây chỉ là sát hạch, chẳng qua là huyễn cảnh, thế nhưng hắn thành công, hắn cuối cùng thành công tìm được đầu kia thông hướng với thần tinh chân chính con đường, cuối cùng dẫn theo thần long giới vực thành tựu thần tinh. Nếu như lúc trước long thần có thể nghĩ tới chỗ này, có lẽ về sau rất nhiều chuyện liền sẽ không phát sinh, tất cả bi kịch cũng sẽ không. Nhưng khi đó long thần đăm chiều suy nghĩ đều là đi tìm thê tử của mình, di chuyển thế trùng sinh, lại làm sao có thể nghĩ tới chỗ này đây? Hắn cũng căn bản là làm không được. Chẳng lẽ thành tựu thần tinh sẽ sau cùng, vừa mới trở thành chấp pháp giả là hắn liền muốn trốn tránh
mình hết thảy sao? Nói như vậy, hắn cái này chấp pháp xả lại có ý nghĩa gì? Cho nên căn bản mà nói, lúc trước Long Thần cũng không cách nào làm đến La Minh Vũ cam kết như vậy, bi kịch cũng sẽ không thể tránh né. Hết thảy tất cả không ngừng tới trong La Minh Vũ trong đầu quanh quẩn, thậm chí của hắn trước nay chưa từng có rõ ràng, hắn càng có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của chính mình cường đại trước nay chưa từng có. Hắn nghe được kêu gọi, nghe được thuộc về Long tộc kêu gọi, cái này kêu gọi đến từ bốn phương tám hướng, đến từ vô số vị diện. Đây là con dân của hắn nhóm đối với hắn kêu gọi, cũng là con dân của hắn nhóm bởi vì Long Thần trở về mà hưng phấn. Long tộc cuối cùng lại là phải có nhà, bởi vì gia trưởng của bọn họ trở về. Trước mắt 18 vị thần vương dần dần cảm xúc khôi phục như thường, trên mặt của bọn hắn cũng theo đó toát ra mỉm cười thản nhiên. Bọn hắn bề ngoài đang phát sinh lấy biến hóa, từng vị cũng dần dần biến thành trước đó La Minh Vũ đã thấy Long Thần bộ dáng. Trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ vui mừng, lộ ra khẳng định nụ cười. Bọn hắn từng cái giơ tay lên trên hướng về La Minh Vũ cá biệt phất tay, lại một mảnh tan thành bọt nước, cứ như vậy hư không tiêu thất. Mỗi một lần là một đạo thân ảnh tan biến, liền có một cỗ kỳ dị khí tức dung nhập vào La Minh Vũ bên trong. Cái kia chính là một cái thần cách vị trí, hết thảy 10 cái có được lạc ấn thần cách vị trí dung hợp vào La Minh Vũ thần thức chi hải. Đây là thuộc về Long tộc thập đại Long Vương thần cách vị trí. Theo sở khắc này bắt đầu, La Minh Vũ đã chân chính Long Thần. Khi hắn trùng kiến thần giới thời điểm, cũng chính là hắn giả phó Long Vương vị trí thời điểm, hết thảy tất cả bắt đầu trở lên trên hư ảo, làm La Minh Vũ cảm nhận được hết thảy đều đã khôi phục mỹ hảo thời điểm đó. Không biết vì cái gì áp lực vô hình xuất hiện lần nữa. Quay trở lại hiện thực, ra ra, nhìn xem chiếc màn quen thuộc tướng mạo, cảm thụ được trên người của bọn họ truyền đến thân thiết. La Minh Vũ tầm mắt lại tùy theo đó rơi vào đường tam bên người, là trên người cả Tiểu Vũ. Cái này đây là nãi nãi sao? Tiểu Vũ cười, nước mắt không bị khống chế được, theo trong đôi mắt trượt xuống, buông ra bắt lấy đường tam tay, hướng về phía cháu của mình sang hai cánh tay ra. Đúng vậy, thanh tỉnh, hắn cuối cùng đã thanh tỉnh. Giờ này khắc này các vị thần vương cũng đều đã hiểu được, vị này đường tam cháu trai trước đó đã từng mang cho bọn hắn uy hiếp lớn lao tồn tại, đã triệt để thức tỉnh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn chân chính kế thừa thần vương vị trí, hơn nữa còn là một vị vô cùng cường đại thần vương. Các vị thần vương không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm đều có mặt phấn cảm giác khác thường. Đường Tam này một nhà có nhiều ít vị thần vương rồi. Đường Tam chính là thần giới chi chủ, là đỉnh tiêm thần vương. Ở bên cạnh hắn thê tử của hắn Tiểu Vũ cũng có thể trình độ nhất định vận dụng thần vương lực lượng. Con rể của hắn tỉnh tự chi thần Đới Vũ Hào mới vừa rồi thành tựu thần vương. Con của hắn cùng con dâu cũng đang ở thành tựu sinh mệnh chi thần cùng hủy diệt chi thần. Lại thêm cái này độc nhất vô nhị, vũ trụ duy nhất Long Thần. Một môn lục thần vương, cái này là cỡ nào cường đại thực lực, dùng La Minh Vũ chỗ cho thấy tiềm năng, hắn sức một mình liền có thể cùng nhiều vị thần vương chống lại. Đường Tam cái này một nhà, nếu như tập trung ở cùng một chỗ, lại thêm nguyên bản đấu la thần giới bên trong duy trì bọn hắn thần vương, tại trên chính thể lực lượng đã hoàn toàn vượt qua mặt khác thần giới thần vương tổng hợp. La Minh Vũ thân hình lóe lên trên, liền đa đến Tiểu Vũ trước mặt, không chút do dự hai tay hà giang cánh, đầu nhập vào trong tổ mẫu trong lồng ngực. Tốt, thật tốt. Tiểu Vũ cười bên trong mang nước mắt ôm lấy cháu của mình, đang có thể rõ ràng cảm nhận được cháu trai trong cơ thể bành phái thần lực. Tại khống chế lực lượng bên trên, hắn rõ ràng vẫn không có thể nào làm đến hoàn mỹ trường khống lực lượng của mình. Có thể cái này phần mạnh mẽ khí tức, coi như là đường tam bên trên thân đều chưa từng xuất hiện. Cái này là Long tộc chi thần, đã từng làm cả thần giới Long trời lở đất chí cao thần vương truyền thừa. Chúc mừng đường tam huynh. Quang Minh thần vương trưởng cung uy người nhẹ nhàng mà nói, hướng về đường tam khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Mặt khác thần vương cũng đều đã xúm lại tới, từng cái hướng về đường tam nói vui. Lúc này đường Vũ Lân cùng cùng Nguyệt Na cùng cuối cùng hoàn thành đối với sinh mệnh chi thần cùng hủy diệt chi thần thần cách vị trí hấp thu. Riêng phần của mình ngừng thật sự chính là chính mình thần cách vị trí. Thấy nhi tử bình an vô sự, bọn hắn tự nhiên là vui mừng quá đỗi, cũng đều tốc độ cao bay tới. Nãi nãi, thân thể của ngài. Đúng lúc này, La Minh Vũ mang theo vài phần nghi hoặc cùng với giật mình âm thanh lại đột nhiên vang lên, cũng lại chờ ở đây, cũng tiếng trong lúc tùy tùng này chật đứt một thoáng. La Minh Vũ nắm Tiểu Vũ trong tay, sưng mặt về mặt nhìn.
Hắn bị nãy nãy ôm vào trong ngực, khoảng cách gần cảm thụ được cảm giác đặc biệt rõ ràng. Trước đó thì Đường Phụ Lân tại cùng với mẫu thân ôm thời điểm đó cũng cảm thấy một điểm, nhưng hắn một là không có hiện tại Lam Yên Vũ cường đại như vậy, thần thức không bằng Tiểu Vũ. Một cách khác thì là lúc ấy Lam Yên Vũ vẫn còn tự cực độ trong nguy cơ, sự chú ý của hắn cũng quan tâm lực lượng cũng đến tại nhi tử bên kia. Lúc này nghe Lam Yên Vũ kiểu nói này, Đường Phụ Lân cũng là giật nảy cả mình, cấp tốc đi vào bên người mẫu thân, cầm mẫu thân một cánh tay. Tiểu Vũ nụ cười trên mặt như trước không có nửa phần biến hóa, ôn nhu nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, nhìn thấy các ngươi cái này một chút hảo hài tử, ta cũng là đủ hài lòng, thật tốt đấy, chúng ta một nhà cuối cùng đoàn tụ. Đúng, một nhà cuối cùng đoàn tụ, hai thần Đường Tam, Tình Thụ Chi Thần Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng Sinh Mệnh Chi Thần Cổ Nguyệt Na, Hủy Diệt Chi Thần Đường Vũ Lân, một nhà sáu khẩu cuối cùng đoàn tụ. Còn có cái gì có thể so sánh cái này càng chuyện hạnh phúc đây? Có thể là nãi nãi thân thể của ngài. Lam Yên Vũ thân thể đột nhiên có một chút run rẩy, hắn đã thành tựu Long Thần, là chân chính thần vương cấp cường giả. Mặc dù còn không phải đã từng Long Thần như thế chí cao thần vương, nhưng ở thần vương bên trong cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được